Chào mừng các bạn quay trở lại với PUBG Việt Nam Official. Đến với bản tin lần này, chúng ta sẽ cùng nhau phân tích kỹ hơn về thể thức và luật thi đấu của PGIS 2021 để các bạn có thể hiểu rõ hơn nhé. PUBG Global Invitational S, giải đấu quy tụ 32 đội tuyển đến từ khắp nơi trên thế giới và sẽ được tổ chức tại Hàn Quốc, bao gồm châu Âu 7 đội, Trung Quốc 6 đội, Đông Nam Á 5 đội, Bắc Mỹ 4 đội, Hàn Quốc 4 đội, Mỹ Latin 2 đội, Nhật Bản 2 đội và Đài Bắc Trung Hoa 2 đội. Giải đấu sẽ kéo dài 8 tuần với tổng giá trị giải thưởng lên tới 3,5 triệu đô, tương đương với 81 tỷ Việt Nam đồng, kèm với đó là 30% doanh thu từ sự kiện dự đoán kết quả. PUBG Global Invitational S hay PGIS sẽ bao gồm 2 phần thi đấu: sinh tồn hàng tuần và chung kết hàng tuần. Trong tuần đầu tiên, tất cả các đội tham gia thi đấu xếp hạng với 16 đội tuyển đứng đầu sẽ được ưu tiên tham gia trận đấu sinh tồn hàng tuần đầu tiên. PGIS sẽ được diễn ra vào ngày 8 tháng 2 năm 2021 tới ngày 28 tháng 3 năm 2021 và sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube PUBG Việt Nam Official. Các bạn nhớ bấm đăng ký kênh cùng nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào về giải đấu nha. 32 đội sẽ chia thành 4 bảng đấu A, B, C và D. Mỗi bảng sẽ có 8 đội tuyển thi đấu. Sau 3 ngày thi đấu, chúng ta sẽ phân loại được vị trí xếp hạng của 32 đội tuyển. 16 đội tuyển đứng đầu sẽ được thi đấu sinh tồn hàng tuần tuần đầu tiên. Tại sinh tồn hàng tuần thì với mỗi trận đấu, đội tuyển nào giành được Chicken Dinner thì đội đó sẽ được tấm vé tham dự chung kết hàng tuần luôn và không cần phải thi đấu sinh tồn hàng tuần nữa. Đội có thứ hạng cao nhất tiếp theo ở danh sách chờ chính là đội xếp thứ 17 tại tuần thi đấu xếp hạng, sẽ thay đội tuyển vừa giành top 1 kia để thi đấu trận tiếp theo tại sinh tồn hàng tuần. Một điều đặc biệt của PGIS đó là việc các đội tuyển giành top 1 tại sinh tồn hàng tuần sẽ có được phần thưởng nhất định: 10.000 đô cho đội giành top 1 tại trận đầu tiên, 6.000 đô cho đội ở trận thứ 2. Trận thứ 3, đội top 1 sẽ có cho mình 5.000 đô, 4.000 đô là phần thưởng dành cho trận thứ 4. Trận đấu thứ 5 và thứ 6 lần lượt được 3.000 đô và 2.000 đô, và 1.000 đô là phần thưởng cho hai trận đấu thứ 7 và thứ 8. Vâng, cứ top 1 là có tiền và càng giành top 1 sớm thì phần thưởng càng cao. Thật hấp dẫn phải không nào? Trận đấu thứ 2 sẽ diễn ra và lại có một đội tuyển nhận được vé tham dự chung kết hàng tuần. Đội tuyển ở danh sách chờ thứ 18 sẽ tham gia bán trận tiếp theo. Lần lượt như vậy cho tới khi sinh tồn hàng tuần tìm ra 16 đội tuyển sẽ bắn chung kết hàng tuần. Chung kết hàng tuần sẽ bao gồm 10 trận đấu với tiền thưởng sẽ được tăng dần qua mỗi tuần. Cụ thể như sau: tuần 1, đội giành hạng 1 sẽ có 25.000 đô, đội giành hạng 2 sẽ có 12.500 đô, đội giành hạng 3 và 4 sẽ có cho mình 6.250 đô. Tuần 2, các con số sẽ được nhân đôi lên và cụ thể lần lượt là 50.000 đô, 25.000 đô và 12.500 đô. Tới với tuần thứ 3 sẽ lại là một con số gấp đôi của tuần thứ 2: 100.000 đô, 50.000 đô và 25.000 đô. Tuần 4 sẽ có một chút thay đổi, đó là hạng 1 sẽ giành được 150.000 đô, hạng 2 75.000 đô, hạng 3 và 4 sẽ là 37.500 đô. Các đội tuyển sẽ tiếp tục nhận con số nhân đôi so với tuần 4 khi thi đấu tại tuần thứ 5, đó là 300.000 đô, 150.000 đô và 75.000 đô. Và tới tuần thi đấu cuối cùng, những con số khổng lồ sẽ xuất hiện: 500.000 đô tương đương với hơn 11 tỷ Việt Nam đồng cho đội hạng 1, 250.000 đô cho đội hạng 2, 125.000 đô cho đội hạng 3 và 4. Tổng giải thưởng cho 6 tuần thi đấu là 2.250.000 đô, tương đương với hơn 52 tỷ đồng. Đây là số tiền giải thưởng lớn nhất trong lịch sử các giải đấu của PUBG Corp. Có số tiền thưởng cao nhất sau 8 tuần thi đấu sẽ là nhà vô địch chung cuộc của PGIS. Và các bạn đừng quên rằng, con số tiền thưởng cho các đội sẽ không dừng lại ở đó. Chúng ta còn 30% doanh thu từ việc bán vật phẩm của sự kiện dự đoán kết quả. Tại PGC 2019, tổng tiền thưởng của giải đấu là 2 triệu đô, nhưng với sự kiện dự đoán kết quả được thêm vào thì con số đó lên tới 6 triệu đô. Các bạn hãy cùng đoán xem, với 3,5 triệu đô cùng với 32 team thi đấu, con số này sẽ lên mức là bao nhiêu? Cùng comment dự đoán của mình ở phía dưới nhé. Đó là về cơ chế của giải đấu. Đến với các đội tuyển thì sao? Hiện tại, hai đội tuyển của Việt Nam đã hoàn thành quá trình cách ly tại Hàn Quốc và chuẩn bị những bước cuối cùng cho giải đấu PUBG lớn nhất hành tinh. PGIS sẽ được diễn ra vào ngày 8 tháng 2 năm 2021 tới ngày 28 tháng 3 năm 2021 và sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube PUBG Việt Nam Official. Các bạn nhớ bấm đăng ký kênh cùng nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào về giải đấu nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin lần sau.